Trong cửa hàng này, một người đàn ông đang hoàn toàn tập trung vào việc lựa chọn các món đồ. Người nhân viên cũng đang quay mặt vào bên trong để tìm kiếm đúng món hàng mà người khách yêu cầu. Và phía bên ngoài cửa hàng là hai chiếc xe máy đắt tiền không người trông coi. Lẽ nào chúng sẽ trở thành mục tiêu ra tay của kẻ gian? Đoạn video tiếp theo chúng ta có thể thấy cả người khách và người nhân viên bán hàng vẫn đang tiếp tục bận rộn với việc tìm kiếm các món hàng. Cả hai vẫn chưa một lần quay lại quan sát và kiểm tra tình hình hai chiếc xe. Người đàn ông này có lẽ vốn không có ý định lưu lại ở cửa hàng quá lâu, nên cả việc bỏ nón bảo hiểm cũng đã không thực hiện. Quả thật chỉ vài giây sau, người đàn ông cũng nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Và những chiếc xe thì vẫn an toàn. Tuy nhiên, câu chuyện gì đã xảy ra trong đoạn video này? Hãy quan sát những biểu hiện kỳ lạ của người phụ nữ trong cửa hàng sau khi người khách rời đi. Hốt hoảng, vội vàng tìm kiếm một món đồ nào đó. Nhưng có vẻ đó là một cuộc tìm kiếm không hiệu quả. Cuối cùng, người phụ nữ quyết định lao ra bên ngoài và dường như muốn đuổi theo một ai đó. Lẽ nào người mà người phụ nữ này có ý định đuổi theo chính là người khách vừa rời khỏi cửa hàng? Và câu trả lời cho hành động kỳ lạ của người phụ nữ cũng như lý do mà cô gái phải vội vã đuổi theo người đàn ông chính là đây. Trong lúc người phụ nữ hoàn toàn say mê với việc giới thiệu các món hàng, thì người đàn ông đã nhanh chóng ra tay với chiếc điện thoại trên mặt bàn. Ở góc độ quan sát, chúng ta khó nhận ra sự xuất hiện của chiếc điện thoại trên tủ kính cho đến khi người đàn ông này hành động. Tuy nhiên, người phụ nữ chủ nhân của chiếc điện thoại lẽ nào cũng không nhận ra sự biến mất của nó hoặc không hề nhớ đến vị trí đặt chiếc điện thoại một cách hớ hên như vậy của mình. Còn người đàn ông này, sau khi thành công đánh cắp chiếc điện thoại, khoảng thời gian xem xét các món hàng sau đó chỉ là cái cớ để đánh lạc hướng người nhân viên. Và cái kết mà chúng ta đã chứng kiến lúc nãy, màn tìm kiếm đầy hốt hoảng và vội vàng đuổi theo ra bên ngoài của người phụ nữ. Nhưng có lẽ cô khó mà tìm lại được chiếc điện thoại của mình. Đi xe tay ga đắt tiền cộng điện thoại. Đây là một màn ngụy trang của người đàn ông này. Thật là Ngọc quá tinh vi. Đã nói bao nhiêu lần rồi, quý vị nên nhớ những điều cần lưu ý của quý ông an toàn. Kẻ gian có thể là bất kỳ ai, có thể đóng giả bất kỳ ai ở bất kỳ một cái tầng lớp nào, có thể đi trên một cái chiếc xe đắt tiền. Đúng chưa? Ngọc đã từng đề cập tới vấn đề này rồi. Những trường hợp này là trường hợp do bất cẩn. Và chúng tôi thấy có một chiếc laptop nằm ở gần đó và rất may cho cô gái là cô gái không bị mất chiếc laptop đó. Thật ra thì khi bán hàng thì chúng ta cũng nên lưu ý về những vật dụng cá nhân và những tài sản cá nhân, chẳng hạn như là điện thoại nè, hay tiền của khách đưa nè, hay là laptop nè. Tất cả những cái đó là nó hiện hữu ngay trước cái mặt bàn thì đương nhiên là nó dễ phạm phải cái tội giống như cô Ngọc hay nói, đó là gợi lòng tham. Đôi khi người ta cũng không muốn lấy nhưng mà nhìn thấy nó dễ dàng. Bây giờ chúng ta phải giải quyết. Chúng ta đã từng nói nhiều và chúng ta bây giờ phải đưa ra phương án giải quyết. Tất cả những người hiện bây giờ đang kinh doanh, đang là nhân viên bán hàng, khi khách bước vào cửa hàng, việc đầu tiên các bạn nên nhớ là nếu như các bạn không xem camera cận cảnh thì các bạn nên nhớ là cất hết tất cả các vật dụng tư trang vào giỏ, bỏ vào ngăn kéo rồi sau đó hãy tiếp khách. Đó là cái điều chúng ta có thể giải quyết hiện tại và giảm thiểu cái việc mất mát tài sản. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một nội dung tiếp theo của chương trình.